Con kính lạy quốc mẫu vua bà Tam Tòa Đức Thánh Mẫu. Hôm nay cát nhật đương thời canh thí niên, họ Nguyễn con cùng phụng cống hương hoa, đăng trà quả thực, kim ngân tài mã, thỉnh Phật tuyên kinh, cung nghinh tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, tạ ơn tiên thánh, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Hôm nay tại phủ Thiên Hương, họ Nguyễn con loan giá phục hành, đảo cầu cho quốc thái dân an, gia đạo cát khánh, gia môn hưng đạo, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Cúi xin hội đồng tiên thánh đằng vân giá vũ, chứng minh đàn duyên, A Di Đà Phật. Nhân là con có lời để xin phép thủ nhang đồng đền, pháp sư, pháp văn, tay quỳnh, tay quế, các chủ nhang đồng đền, tất cả các anh chị em gần xa, con cháu để họ Nguyễn vào Bắc Kế Hậu Thánh ạ. Trong sáng như hương lòng trời, trong sáng như hương thần thông biến hóa sửa sang khi cõi đời. Lão đi tốt tươi mặt hoa, mày lão tốt đi tươi, hình dung yêu điều miệng cười, miệng cười như hoa. Phượng dương già lưng óc nhi, tóc phượng dương già, vân bốn mùa dương tiết thảo, lòng chí thành bái đạo đệ tử cầu. Quả thực dâng lên đăng trà, quả thực tiếng dâng lên lòng tin bái đỉnh chúa tiền cử chung. Thiên tiến cũng thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên, Thanh Vân công chúa thượng thiên ngự về. Nô hương xa nhiệt pháp giới mong nguồn, chư Phật hài hồi tất sao văn kỳ sư, kết tường vân thanh ý phương ngân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thanh gia hồi cung tỉnh mời mẫu đệ chúa tiên, vốn xưa hiển thánh trong đền song sơn, rơi đinh chân nhang phần khởi xung thiên thượng, đệ tử kiên thành nhiệt tại kim lô phong, khoảnh khắc nhân huân ước yên mãn thập phương thích nhất giao du, biệt đặng trừ tiêu tài chứng nam vô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam vô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam vô hương vân.
vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát Sơn Hoàn Thánh Giá. Thủy quốc Đông Đình còn vua để làm thánh mẫu giáng sinh đền dầu. Rơi hương đình hương dư tội hương giải thoát chi kiến nhang quang minh vân đài biển pháp giới hương giang thập phương vô lượng Phật. Hương tài nhiệt lô phân bảo đỉnh trung thiên đàn trầm nhu chân tham cung hương nguyên liệu nhiễu liên hoa động chư Phật Bồ Tát hạ thiên tôn thanh luân sơn la hán nạp thủ nhân gian cung. Nam vô ương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam vô ương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam vô ương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Sơn Loan Thánh Giá. Có lệnh truyền ra
truyền phán các quan ông về truyền phán các quan tả văn minh do lương ban đào đàn quân thủy quân bộ ôn hàng tiên đinh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền tiền đội đoàn cơ chứng mã chứng đàn ông về chứng mã chứng đàn độ cho đệ tử bình an thọ trường độ cho phú quý vinh hoa
đề nghị đại hoàng tấu vương cô, đề nghị đại hoàng thông minh chính trực sửa sang việc đời. Thanh gia vừa suốt tờ mờ trông ra định sinh cô bé tình chúa đệ nhất tình thiên người phép em tiên chúa hiền thần cơ
nhiệm màu sửa sang gương được trầu cầu bên người
tên lâu chúa đẹp làm sao ý. Anh em chẳng mờ chiêu xoay bên lâu đẹp làm sao. Dốc 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 vào mặt dốc băng qua nghèo đường còn dài.
đồng nhân bốn hoa quả dâng. Thank you.
sơn trang, tình tặng tình bằng chút măng già, măng tre măng lứa cơm lam trà vàng.
bưởi hoa trắng đôi tay thiên đàng để là
bông hoa này giờ gót về tiên hay đâu nguyện trước thủy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngắm xem khắp hết gần xa, vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm một lòng bộ đạo nhất tâm. Thank you.
cờ diệu quang minh chiếu đàn thiên ni hà tiết tang cung giang kim phụng hoàng thân cần thánh chúa thiên trung vương gia lăng tân giờ âm ni từ bi lân mẫn chúng sinh ni vô ngã kim đình lễ khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu thiên tôn sứ điệp dâng lên kim ngân sứ điệp dâng lên quan về tâu đối chép biên dành dành về cho hai chữ trường sinh đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho vương mạnh khang cường lệnh sai hà bá đi thành
cơn mưa xa. Minh chiếu đàn duyên là tích tác cung giàn kim phục hoàng tân cận thánh chúa thiên trình vương gia lăng tân giờ âm nhi từ bi lần vẫn chúng sinh nhi phù ngã kim đình lệ khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu thiên tôn sứ điệp dâng lên kim ngân sứ điệp dâng lên quan về tâu đối chém yên rành rành về cho hai chữ trường sinh. Đã lâu rồi
bay về nè tè y. Dưới sườn non đàn chim sẻ dịu dàng, nước dưới khe tung tinh tựa đơn trên
dương cả trẻ già nam nữ đều cùng sợ. Ban hiệu vị quần công giám sát quyền đi cai phố cát đồi ngang võ thời vị tướng đức quan văn văn thời xanh với mạnh nhan hay là giáng sinh vào ngày mùng ba tháng một trung thiên thời chính họ xuất thân mừng rỡ muôn phần sinh ra là đấng trung thần trường phu thành ra thái tử đề ta thỉnh mời quan thái tử đề ta hùng binh quan cổ các ban các tòa thiên đình thủy phủ riêng làng
Diêm La, chốn đây là chốn Diêm La, tấu về thủy phủ vua cha độc định đến dòng ở dưới thủy cung. Sớ điệp dâng lên kim ngân, sớ điệp dâng lên quan về câu đối chép biên rõ ràng về cho hai chữ trường sinh. Xa
tay cứu nước trừ nguy biên. Vẫn sơ bắc đôi vầng hồng chiếu giảm mưa nắng minh. Là con vua thủy quốc Đông Đình, đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng. Đùng đùng dâng nước phép thì ai ta
sông thao sông ngực à, chờ ra về đông ngã ba tranh sướng ca đàn hát tập tành thơ ngâm phú vừng tranh rồi về nơi thủy phủ sóng sóng cân đài đi mũ vào tàu bắt sâm sâm ba đồng đồng tử theo hầu vào cung vương phụ giả chầu đức mẫu giữa dòng lênh đênh trong cầm canh anh ca chiêng vang anh ói nốt xanh vàng chỉ đối giữ mắt triều đình văn võ ba quan sai lên đón rất quan bề tăng về chính giang biên doanh ngân sở bắc nguyện lâu lâu chiếu giảm nam minh là con vua thủy quốc đồng đình đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng đức gồm vẹn tung dung hòa mặc bẩm sinh thành tư chất dòng nhà cùng thỉnh mời đề tam phiên phi diệt mạo lòng nhan khác thường hằng tông đôi thiên đình hoài phủ chân chân nam minh quy đủ bốn năm phương uy ra chấp chân chính chính kỷ cương cầm cân cân đầy lục sửa sang cõi đời chiếc thuyền lan nổi dòng xích bích đua quân trèo du lịch bốn năm phương có khi tuần thu sông thương trở về tỉnh bắc qua giang sông đục đầu có phen đời sông dâu sông hát nghi khi lên gành xuống thác vui trời thuyền rồng trăm mái treo bơi ngã ba sông Bạch Hạc là nơi quan đi về
giang thế lên ngàn xuống biển, lãnh giang từ quý địa danh lam đến thờ quan bán tinh ngày vàng long môn hồ bảo thạch bàn. Truyền quân lấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước phép thần an khắp tràng giang sông thao sông cả kéo quân về đồng ngã ba tranh sướng ca đàn hát tập tành thơ ngâm phu dọc đàn tranh quan chơi bờ tam tiệc rồi quân về chơi thì phủ dăm cân đài áo mũ quỳ tàu bắt dăm ba đồng đồng tự theo hầu bao cung vương phụ sang chầu vua cha có thêm ngài tư tướng người biến hoa vô nghệ an thượng hạ đại gia thiên dông treo quế buồm lan khi chơi sông hát lúc sang tam giao thần thơ tàn viên tam đảo chuyển chính quân biến văn chiêng kêu từ Phật châu dòng ngày sau thiên trước trông cầm canh ca chiên anh ngõ nốt xanh vàng chìm nôi dư ma triều đình văn võ ba quan say lên đón rước để tan về châu quan đệ tam thông minh chính trực trong triều đình nào có dương ai kiêm chi văn vũ toàn tài đinh thần tứ phủ nào ai dám đi ngồi lô phán lời nhân thử vua sai lên quan cứu trợ trần ra sẽ làm